Đồ tập cho nam thì chọn mua thế nào? Đang béo không dành về thời trang nên chọn đồ tập mình chỉ để ý đúng 3 điều. Đầu tiên là luôn chọn quần màu tối cho nó đỡ bẩn. Thứ hai, không chọn mấy cái áo phông thế này để đi tập. Áo phông mà đẹp đẹp thế này đang béo chỉ mặc đi chơi hay để quay clip thôi. Đi tập thì 100% mình sẽ dùng áo tank top. Đây là cái dạng áo ưa thích nhất của mình. Vải thì chắc chắn phải xịn và co giãn để hạn chế mùi cơ thể. Phần vai và xô của mình sẽ luôn thoải mái trong lúc tập. Áo này đặc biệt phù hợp với mấy cái ông bị thừa cân vì phần bụng được che khuyết điểm đi. Tay của mấy ông thừa cân thì thường to sẵn rồi. Mặc cái áo dạng này đi tập sẽ nhìn đô đô chứ không phải là bị béo. Tiếp theo cũng là tank top nhưng mà khoét phần neck sâu hơn. Kiểu này mà ông nào tập một thời gian rồi có tay vai phát triển một chút thì nhìn người siêu đẹp luôn. Ngoài ra cái áo dạng này lúc tập mọi người có thể nhìn cơ thể mình rõ hơn, thế tăng động lực tập cực kỳ luôn đấy. Kiểu thứ ba là tank top có mũ này. Xin thưa các ông, áo này chủ yếu để tự sướng chứ không cần phải mặc hoodie ngồi ở góc nữa cho nó nóng. Kiểu cuối cùng là dành cho mấy ông nào định làm chùm phòng gym này. Điều thứ ba, mình sẽ không bao giờ mua đồ pha ke thương hiệu nước ngoài. Đấy là một hành động rất không tử tế. Toàn bộ đồ đang béo mặc luôn là của thương hiệu Việt Nam và lần này là của Gym Squad. Anh em mà mua đồ shop này pass, bạn đang béo auto giảm 5% nhé. Hẹn anh em tập sau. Muốn ngực to thì làm thế nào? Ok bạn này.